Hiện nay trên mạng xã hội nhan nhản các quảng cáo, các ứng dụng và hội nhóm làm quen, kết bạn khác giới như hẹn hò kín đáo, tình một đêm. Trong các hội nhóm này có hàng chục nghìn thành viên tham gia. Nơi đây trở thành mảnh đất màu mỡ cho kẻ lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin. Mất tiền tỷ vì ham tìm bạn gái trên mạng. Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng thời gian vừa qua, liên tiếp có các nạn nhân của các trò lừa đảo hẹn hò qua mạng và bị chiếm đoạt số tiền lớn. Gần đây nhất, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, tiếp nhận đơn trình báo của một người đàn ông về việc bị chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng khi tham gia câu lạc bộ Mỹ Nhân Lớp trên Telegram. Theo trình báo của nạn nhân, sau khi tham gia câu lạc bộ, người đàn ông được hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận tiền hoa hồng từ việc này. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng thông báo lỗi hệ thống và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền gần 40 lần với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Tiếp đó, các đối tượng nói là sẽ giới thiệu nạn nhân với lãnh đạo cấp trên của câu lạc bộ, có thể hỗ trợ rút tiền trực tiếp tại ngân hàng, đồng thời phải nộp thêm 500 triệu đồng để được hợp thức hóa số tiền và chuyển 590 triệu đồng để bảo mật nguồn tiền. Một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 8 năm 2023. Một người đàn ông ở Hà Nội cài đặt ứng dụng Hoang XXX tại địa chỉ trang web http://xxxhoi.org để làm quen với các bạn khác giới. Sau khi đăng ký, nam thanh niên bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự nêu trên. Nhan nhản quảng cáo nhóm kín hẹn hò, mại dâm trá hình. Từ các vụ việc trên, qua tìm hiểu của phóng viên, từ ứng dụng Telegram, chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm hẹn hò sẽ xuất hiện hàng loạt các hội nhóm kết bạn làm quen như Tình Một Đêm, Hẹn Hò Tình Một Đêm, Baby Club Dịch Vụ Hẹn Hò Cao Cấp, Câu Lạc Bộ Tình Ái, GVIP Tình Ái. Khi truy cập vào các nhóm này, chỉ có các bài đăng của quản trị viên quảng cáo các cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm, thậm chí chỉ mặc bộ đồ bikini. Nếu ai muốn làm quen kết bạn với họ, thì phải liên hệ với quản trị viên hoặc nộp các khoản tiền đăng ký thẻ thành viên. Tương tự, trên ứng dụng Facebook sẽ xuất hiện nhan nhản các quảng cáo về nhóm kết bạn hẹn hò khác giới. Thậm chí ngang nhiên quảng cáo mại dâm trá hình, như rau sạch, điều đào 36 tỉnh thành. Các bài đăng kết bạn thường được thả thính bằng những câu như độc thân kết bạn làm quen, nếu được thì nhắn tin yêu luôn. Em không xinh, nhưng ai cũng phải ngước nhìn, tìm người tâm sự mỗi đêm. Em cần người yêu thương em ở nhà trọ một mình buồn quá. Kết nối tình yêu không mất thời gian tán tỉnh, kèm theo hình ảnh cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hang khoe cơ thể. Tuy nhiên, theo phóng viên tìm hiểu, những tài khoản này thường mới được tạo lập chỉ vài tháng, thậm chí vài ngày, và trên trang cá nhân cũng không có thông tin gì ngoài hình ảnh đại diện là một cô gái. Và cũng chẳng có cuộc hẹn hò nào xảy ra, bởi đây chỉ là các tài khoản ảo. Các đối tượng sẽ gửi đường link dẫn dụ đăng nhập vào các ứng dụng với mục đích lừa đảo, yêu cầu nộp tiền làm thẻ thành viên để giới thiệu các đào phục vụ hoặc mời chào đầu tư tài chính với lợi nhuận cao nhằm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến các chiêu trò lừa đảo hẹn hò qua mạng, luật sư Nguyễn Thanh Tùng, công ty luật ECC cho rằng việc hình thành các hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook đã trở nên phổ biến, tạo ra một cộng đồng người dùng đông đảo và phát huy được một số ưu điểm thuận lợi. Tuy nhiên, việc này cũng phát sinh hệ lụy mặt trái khi một số đối tượng sử dụng vào mục đích xấu như đăng tải, lan truyền các thông tin giả, thông tin xấu, độc hại, có nội dung vi phạm pháp luật hoặc nghiêm trọng là sử dụng cho hoạt động phạm tội như một công cụ để dụ dỗ lừa đảo,
chiếm đoạt tiền tài sản của người dùng. Với các nguy cơ đó, khi tham gia các hội nhóm hoặc sử dụng các ứng dụng này, đòi hỏi người dùng cần tỉnh táo, nâng cao cảnh giác để không vô tình tham gia, tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật hoặc không trở thành nạn nhân của lừa đảo, bị thiệt hại về tài sản. Luật sư Tùng nói. Môi trường màu mỡ của đối tượng phạm tội. Theo thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, các ứng dụng hẹn hò trang web đen là môi trường màu mỡ và lý tưởng để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân vì xấu hổ, sợ lộ thông tin danh tính nên không dám tố cáo mà âm thầm chấp nhận mất tiền, dẫn đến việc các đối tượng càng dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị phát hiện, ít bị xử lý. Hơn nữa, số nạn nhân bị lừa đảo ngày càng nhiều và việc tìm kiếm phát hiện xử lý đối tượng lừa đảo thì rất khó khăn, dẫn đến nhiều nạn nhân phải bỏ cuộc, phải chấp nhận mất tiền. Hiện nay, các trang web đánh bạc mại dâm công khai hoặc trá hình trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều, diễn biến phức tạp. Bởi vậy, để triệt phá các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới mại dâm, thì cơ quan chức năng cần tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng từ khi mới bắt đầu tổ chức thực hiện. Nếu chậm phát hiện, chậm xử lý, thì số nạn nhân ngày càng nhiều, hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra ngày càng lớn, luật sư Cường nói. Nói về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm, luật sư Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trường hợp việc chiếm đoạt tài sản diễn ra trong môi trường thực, thì đối tượng có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ Luật Hình Sự, với hình phạt cao nhất là tù chung thân. Nếu việc chiếm đoạt tài sản diễn ra trên môi trường mạng, với các thủ đoạn như sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ, lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản, thì đối tượng sẽ bị xử lý về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ Luật Hình Sự, với hình phạt cao nhất là đến 20 năm tù. Luật sư Tùng cũng đưa ra khuyến cáo với những người tham gia các hội nhóm hoặc sử dụng các ứng dụng hẹn hò thì không like, share hoặc tải về, góp phần lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có chứa nội dung xấu, độc, vi phạm pháp luật, không cung cấp hoặc công khai thông tin cá nhân của mình hoặc của người khác trên các hội nhóm, ứng dụng này. Không tiến hành các giao dịch dân sự, góp vốn đầu tư hoặc thực hiện chuyển khoản tiền có giá trị lớn với người dùng khác trên các hội nhóm, ứng dụng này. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ về ứng dụng hẹn hò muốn tham gia, không tham gia vào các hoạt động diễn đàn, hội nhóm mang tính chất đồi trụy trên không gian mạng. Đồng thời, cẩn trọng với yêu cầu tài chính như yêu cầu nộp phí mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên và nhận hoa hồng hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Bởi các đối tượng thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Khuyến cáo người dân chỉ thực hiện giao dịch chuyển tiền khi xác định chắc chắn định danh của người mình trao đổi và tuyệt đối không kích vào những đường link lạ. Nếu cuộc gọi, tin nhắn từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng không trả lời mà gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận tin nhắn, cuộc gọi vừa rồi có đúng là ngân hàng thực hiện hay không? Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.